Ôi da. Rất là nhiều. Ôi. Wow. À, thưa anh chị em, đây là tôi đang lấy cái giống đi từ buổi sáng mua giống với Tân Phú. Quý vị thấy rất là to, nữa là tôi sẽ thả đầu tiên. Wow, rất là nhiều. Đào nước này họ đào tảng đá rất là to. Ôi. Rất là to, và những con này nó sắp đẻ rồi. Rất là to, con sắp sinh sản. Dính lên nhau rất là nhiều. Rất là nhiều. Nào đây. Ui, rất là to. Thưa quý vị thấy à? Còn rất là to. Con này sắp sinh sản rồi. Nó đào ở núi, đào khe khe núi. Quá trời,
rất là nhiều. Tiếp tục tôi sẽ đi thả chúng. Tuần này tôi sẽ thả chúng vào đây. Tiếp tục. Rất là to, những con này chúng đã chuẩn bị sinh sản rồi. Con này sắp đẻ rồi. Những con ướt rất yếu ớt. Rất là nhiều. Rất là to, có những con à, tôi nhìn cái này cũng sắp đẻ rồi. Bây giờ tôi lại làm mẻ nữa, đi giải đều. Sao làm thả chúng vào đây. Tiếp tục. Còn rất là to. Wow.